Và trên hàng công của sông Lam Ngan trong ngày thi đấu hôm nay đã có sự quay trở lại của Oshini và Olaha khi ở vòng đấu với sông Lam Ngan chơi với sơ đồ quen thuộc, đó là ba trung vệ của họ, đó là Hoàng Văn Khánh, Quế Ngọc Hải và Xuân Mạnh. Ngày hôm nay Xuân Mạnh, Trọng Hoàng. Và bây giờ cả hai cầu thủ này sẽ đối đầu với nhau ở trận đấu này. Như vậy là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ sông Lam Ngan và BKM Bình Dương đã bắt đầu. Đội chủ nhà sông Lam Ngan với trang phục truyền thống sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái với nhỏ quý vị và các bạn. Đội để thủng lưới nhiều nhất tại V-League đó là câu lạc bộ Sài Gòn với 37 bàn. Đây là tấn công của sông Lam Ngan, không được. Olaha, một pha bấm bóng điểm rơi. Phạm Văn Đức đánh đầu, không vào. Người vừa có pha bật cao đánh đầu đó là Xuân Mạnh. Và có quả đá phạt góc tiếp theo dành cho các cầu thủ sông Lam Nghệ An. Vừa rồi là bóng đã chạm vào người của trung vệ Dũ Đạt. Văn Đức đánh đầu, không vào. Quả đá phạt góc thứ 3 tạo ra sóng gió trước khung thành của các cầu thủ BKM Bình Dương. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo có mặt trên khán đài. Vẫn là Olaha dứt điểm ngay, rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm bằng cái chân phải, không phải cái chân thuận của Olaha. Thì đã chia lửa cùng với Olaha, anh không phải hoạt động quá nhiều. Đây là cơ hội, Trọng Hoàng. Có vẻ như đã có tình huống phạm lỗi. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đúng là như vậy. Cánh tay của Trọng Hoàng đã tì lên vai của Hoàng Bảo. Văn Đức. Vẫn là Văn Đức. Văn Đức dứt điểm. Vào. Bàn thắng quá đẹp của Văn Đức sau pha phối hợp với Olaha. Một tình huống cửa lòng, mặc dù thủ môn Sơn Hải đã chạm tay được bóng nhưng không thể cản phá. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 24 của hiệp 1. Và đây cũng là bàn thắng thứ 5 của Phan Văn Đức ghi được ở một giải này. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 20, Phan Văn Đức. Quá hay. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Olaha chuyền cho Văn Đức. Sau đó Olaha đã trông biên để lôi kéo và Văn Đức đã chiếm khoảng trống. Khi mà Olaha đã lôi kéo các thủ BKM Bình Dương và tạo ra khoảng trống ở trong đầu vòng 16m50. Và Văn Đức đã có một pha cứa lòng khi đã được Olaha tạo ra. Trên hàng công đã giúp cho hàng công của các cầu thủ sông Lam Nghệ An thi đấu tốt hơn ở một giải này. Dứt điểm, đó là pha dứt điểm. Vẫn là Đình Hoàng đứng chuyền vào trong. Dứt điểm, không được. Và những phương án phối hợp và kết nối của Văn Đức với các ngoại binh đá hậu vệ bên trái và Xuân Mạnh được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm cùng với Xuân Tiến. Dứt điểm rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm được coi là nguy hiểm đầu tiên của các cầu thủ BKM Bình Dương về phía khung thành của câu lạc bộ sông Lam Nghệ An. Tô Văn Vũ là người thực hiện pha dứt điểm này. Bóng đi rất căng nhưng đúng vào vị trí của thủ môn Văn Tiến. Dưới thời của huấn luyện viên Bắc Hàng So, không vào. Tô Văn Vũ ném biển để cho trung vệ Olivier đánh đầu chiến thuật. Kể cả Edison cũng đánh đầu ngược ra phía sau để cho Wellington. Nhưng cầu thủ người Brazil có vẻ như đã giật mình. Ở cự ly rất gần, bóng đã chạm ngực đối với Wellington. Tô Văn Vũ tình huống trong biên. Vẫn là Tô Văn Vũ. Tạt bóng vào, dứt điểm. Nhưng đã có tình huống việt vị mất rồi. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ BKM Bình Dương. Trợ lý trọng tài đã... Câu lạc bộ Hải Phòng nữa đang dẫn trước Sài Gòn. Hải Phòng đang dẫn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thành tích trên sân nhà ở mùa giải năm nay của các cầu thủ sông Lam Nghệ An. Olaha được chuyển thuận lợi, dứt điểm không được. Trong pha bóng vừa rồi là pha dứt điểm không thành công của Phan Văn Đức khi mà thủ môn Sân Hải đã băng ra để khép góc. Trước đó là một tình huống chuyền bằng chân bị lỗi của thủ môn Sơn Hải. Và bây giờ chúng ta cùng xem lại tình huống này. Rất may Phạm Văn Đức đã phát hiện ra thủ môn Sơn Hải tạm thời nghiêng về phía sông Lam Nghệ An. Ở trong hiệp 2, huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn sẽ phải có những sự điều chỉnh. Đây là cơ hội. Vào.
dàn lướt của Phạm Văn Đức cực kỳ nguy hiểm và có một cú đúp cho cầu thủ số 20 bên phía sông Lam Nghệ An. Bàn thắng được ghi ở phút bù giờ cuối cùng, phút bù giờ duy nhất của hiệp 1. Tình huống vượt qua cầu thủ phòng ngự bên phía BKM Bình Dương và sau đó dứt điểm lạnh lùng của Phạm Văn Đức. 2-0 dành cho sông Lam Nghệ An. Sông Lam Nghệ An có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 20 Phan Hai bàn dành cho tuyển thủ quốc gia Phạm Văn Đức. U23 rất khá thành công. Đây là cơ hội dứt điểm không vào. Đó là tình huống dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ BKM Bình Dương. Quá thuận lợi, không có ai theo kèm. Nhưng pha dứt điểm của Tiến Linh không thể đánh bại được thủ môn Văn Tiến. Nhìn trong. Phạm Văn Đức. Đấy là Ola. Pha đánh đầu không đúng bóng của Ola. Nếu như trong tình huống này mà Ola Hà. Và bây giờ Trọng Hoàng tạt bóng. Đánh đầu. Đó là pha phá bóng của Oshini. Xuân Tiến đã có một đường truyền rất chính xác cho Trọng Hoàng chiếm khoảng trống. Và một pha tạt bóng bằng cái chân trái cho Olaha. Olaha bật cao đánh đầu nhưng bóng đi quá nhẹ đến vị trí của Oshini. Nhưng cầu thủ này tung mong người mắc bóng cũng không thành công. Phan Văn Đức đường truyền vào. Đây là Olaha. Olaha. Thêm một lần nữa thì chúng ta có thể thấy rằng thủ môn Sơn Hải đã giang tóm gọn chạy bóng vào trong chân. Vừa rồi là một tình huống hỗ trợ phòng ngự của Tống Anh Tỷ nhưng không đem lại hiệu quả. Olaha rất nhanh. Olaha đã lượt qua đối thủ. Olaha chuyền vào. Oseni đánh đầu vào. 3-0. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 69 của trận đấu. Ta có thể thấy tốc độ của Olaha đã vượt qua trung vệ Dũ Đạt một cách dễ dàng. Câu lạc bộ chủ nhà và Sông Lam Nghệ An có bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 3-0. Với việc có Oshiri thì Olaha đã thi đấu hiệu quả hơn và ít phải di chuyển vất vả hơn. Trong tình huống này thì vị trí của thủ môn Sơn Hải cũng rất tệ bên phía BKM Bình Dương. Anh không chủ động trong pha bóng này và hơi chần chừ để cho Oshiri đánh đầu ở góc hẹp một cách rất dễ dàng. Ba không rồi, bây giờ là càng thêm khó khăn cho BKM Bình Dương. Công dành cho các cầu thủ sông Lam Nghệ An. Phan Văn Đức quyết định dứt điểm từ xa khi thấy thủ môn Sơn Hải. Đây là Trọng Hoàng. Trần Đình Thiên. Đó là những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo trên khán đài theo dõi Trọng Hoàng. 6 cơ. Duy Khánh. 4-2 mà không đá được nữa. Cơ hội. Tô Văn Vũ. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ BKM Bình Dương. Không thể chạm được vào bóng. Trần Đình Tiến. Các cầu thủ BKM Bình Dương áp sát rất nhanh. Đây là cơ hội. Cơ hội rút điểm đi. Không vào. Pressing ngay sau khi mất bóng. Người vừa có pha dứt điểm đó là Tống Anh Tỷ. Và bây giờ trận lượt về thì họ đang dẫn trước với tỷ số là 3-0. Đây là pha dứt điểm không vào. Nhưng pha phối hợp chắc chắn Sông Lam Nghệ An sẽ có 3 điểm trên sân nhà. Một trận đấu mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã thi đấu hay hơn rất nhiều so với BKM Bình Dương. Chúng ta cùng xem lại những pha phối hợp ngẫu hứng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An khi họ đang có một tâm lý thoải mái. Đối với BKM Bình Dương vào thời điểm này, họ chỉ tìm kiếm bàn thắng danh dự mà thôi. Đây là cơ hội, có bàn thắng thứ tư hay không? Không thể có bàn thắng thứ tư. Olaha đã có một pha chuyền bóng vào má ngoài cực dị. Nhưng tình huống khống chế vừa rồi của Phan Văn Đức là cũng không thật sự hợp lý. Nó quá dài. Nó không trong tầm kiểm soát của Phan Văn Đức. Tống Anh Tỷ bóng đập đúng và xa ngang. Một pha dứt điểm ở tuyến này. Khống chế hợp lý và tung ra pha dứt điểm. Bóng đã vượt qua tầm với của thủ môn Văn Tiến nhưng không thể chiến thắng được xa ngang. Đó
đó được xem là pha dứt điểm tốt của Tống Anh Tỷ. Và cho đến thời điểm này, trong tay Nguyễn Trung Kiên đã thổi còi kết thúc trận đấu. Câu lạc bộ chủ nhà Sông Lam Ngang giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Bình Dương với tỷ số là 3-0.